Bà con nông dân xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, chủ yếu sinh sống với nghề trồng lúa. Những ngày qua, nhận thấy thời tiết thay đổi, nắng mưa xen kẽ, độ ẩm cao, khiến phát sinh sâu bệnh. Vì vậy, bà con nông dân cũng đã chủ động các biện pháp phòng trừ kịp thời. Hôm nọ thì phun rồi đấy, phun chỉ mị dày đấy. Phun xong thì thấy nó cũng dừng rồi. Có thông báo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, chúng tôi cũng chuyển về đến ủy ban và ủy ban xã lại chuyển về các xóm. Chúng tôi thông báo trên loa và trên Zalo của xóm. Không riêng cây lúa, thời tiết nồm ẩm cũng là điều kiện cho các loại dịch hại xuất hiện và gây hại trên cây chè. Hiện nay, trên một số nương chè đã xuất hiện dày xanh, bọ cánh tơ, bọ xít mũi. Mưa ẩm cũng là nguyên nhân gây bệnh phồng lá chè. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tại các địa phương trọng điểm về chè cũng chủ động khuyến cáo bà con các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Với cái sự phối hợp giữa Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố với Ủy ban Nhân dân các xã vùng chè, thì chúng tôi cũng đã có cái thông báo và hướng dẫn trực tiếp đến bà con nông dân các xã vùng chè phòng trừ các cái đối tượng sâu bệnh. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, đặc biệt là bệnh đạo ôn trên cây lúa giai đoạn đồng, chỗ lây lan và gây hại mạnh nếu không phòng trừ kịp thời. Vì vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã cử cán bộ theo dõi sát địa bàn, thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo về dịch bệnh trên cây trồng để hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh. Đề nghị bà con nông dân là cái thứ nhất là phải tuân thủ theo cái quy trình chăm sóc của ngành nông nghiệp, của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Cái thứ hai nữa là lựa chọn những loại thuốc theo hướng dẫn của ngành trồng trọt bảo vệ thực vật và tuân thủ thực hiện theo cái nguyên tắc 4 đúng và thăm đồng thường xuyên. Cùng sự vào cuộc tích cực của cơ quan chuyên môn, bà con nông dân cần chủ động các biện pháp phòng trừ kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, đảm bảo cho một mùa chiêm xuân thắng lợi bội thu.